thi thể của nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy. Ảnh: Lê Trung. Đến khoảng 22 giờ 45 phút ngày 25 tháng 2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Đình Ba, 61 tuổi, thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, là nạn nhân cuối cùng trong vụ lật ghe khiến 6 người chết. Tự động phát sau 3 kêu rân tim E00DURATION030AUTO360P240P144 cao tô thi thể ông Ba được tìm thấy. Video: Lê Trung. Trước đó, sau nhiều giờ huy động lực lượng như công an, quân đội, người nhái lặng tiền, lực lượng chức năng đã tìm thấy lần lượt 5 thi thể đều là người thân trong gia đình ông Ba. Ông Ba được xác định là người chèo ghe chở 9 người khác vượt sông trở về nhà. Hiện thi thể của các nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng. Trong đêm, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam tới hiện trường, phối hợp lực lượng chức năng Quảng Nam chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ông chuyển lời chia buồn của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đến gia đình những nạn nhân tử vong trong vụ việc. Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin chiều 25 tháng 2, trong lúc đi thuyền trên sông Phu Gia, thuyền chở 10 người bất ngờ bị lật khiến 6 người dân ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam mất tích, 4 người khác được cứu sống. Lật thuyền trên sông Phu Gia, 6 người mất tích TTO. Trong lúc đi thuyền trên sông Phu Gia để đi làm, thuyền bất ngờ bị lật khiến 6 người dân ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam mất tích.